Thưa quý vị, sáng nay cầu Long Kiểng nối hai xã Phước Kiển với Nhân Đức, huyện Nhà Bè có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng đã chính thức được thông xe và đưa vào khai thác sớm hơn 3 tháng so với dự kiến. Đến dự và các băng thông xe có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở ngành và đông đảo người dân địa phương. Vậy là sau gần 23 năm chờ đợi, đến nay ước mơ của người dân huyện Nhà Bè về việc có được cây cầu mới khang trang, hiện đại đã trở thành hiện thực. Cụ Lâm Thị Nga, năm nay gần 90 tuổi, vui mừng khôn tả khi hôm nay được góp mặt tại lễ thông xe cầu Long Kiểng và chính thức được bước đi trên cây cầu mới này. Đây chính là cây cầu mà cụ từng mong ước bấy lâu nay, được sống đến ngày nhìn thấy cây cầu Long Kiểng hoàn thành. Không được cây cầu rồi là mừng lắm rồi đó. Nhà nước lo cho dân được hoàn thành này rất cảm ơn nhiều lắm. Niềm vui của cụ Nga cũng là niềm vui của tất cả người dân huyện Nhà Bè và các vùng lân cận khi đưa vào khai thác, cầu Long Kiểng rộng gấp 5 lần cầu cũ vốn đã bị xuống cấp trầm trọng. Như vậy, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Có cái cầu kia đi nó bị kẹt hoài. Và khi con cháu tôi đi học nó bị trễ giờ thì phải vòng đây quanh đây. Nhà nước bắt được cái cầu này thì giờ nó thông phương dễ đi rồi. Tôi hy vọng là sau khi cái cầu này được hình thành đó, thì người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chờ đợi quá trời 20 mấy năm trời mà. Nó tới bây giờ đó như vậy là quá vui sướng rồi. Cả dân của xã Nhân Đức và xã Phước Thủy và kể cả huyện Nhà Bè luôn đều sung sướng. Thưa quý vị, không còn phải hồi hộp khi đi qua cầu cũ, cũng không còn cảnh kẹt xe ngập nước đi lại khó khăn vất vả như trước đây. Vì hôm nay thì cầu Long Kiểng đã chính thức được hoàn thành và đưa vào khai thác. Công trình đã mang lại niềm vui cũng như kỳ vọng to lớn về sự đổi thay mọi mặt đời sống cho người dân huyện Nhà Bè cũng như quận 7. Cầu Long Kiểng khi mà khánh thành đưa vào sử dụng thì nó sẽ có một ý nghĩa rất là quan trọng. Đầu tiên là người dân sẽ được hưởng thụ trực tiếp đối với cái giao thông. Cái thứ hai là cầu Long Kiểng khánh thành đưa vào sử dụng thì nó sẽ tác động rất lớn về cái mặt phát triển kinh tế xã hội của huyện. Cầu Long Kiểng được phê duyệt đầu tư vào năm 2001, khởi công xây dựng năm 2018, sau đó phải tạm dừng vì vướng mặt bằng và chuyển đổi chủ đầu tư cũng như điều chỉnh vốn. Đến tháng 9 năm 2022, công trình này mới chính thức được bàn giao đầy đủ mặt bằng để thi công trở lại. Kết quả của việc hoàn thành cây cầu Long Kiểng sớm hơn dự kiến có thể xem như là một sự hội tụ của 4 điều kiện thành công. Thứ nhất đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với những kế hoạch cách làm rất là mới, rất là chi tiết, rất là cụ thể và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Thứ hai đó là cái sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo thành phố. Thứ ba đó là tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm đeo bám, đồng hành cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc với chính quyền địa phương, của chủ đầu tư, của các đơn vị thi công và cuối cùng cũng là trên hết. Đó là cái sự đồng hành, đồng thuận, chia sẻ của bà con trong việc bàn giao mặt bằng để chúng ta triển khai cái công tác thi công và hoàn thành dự án. Tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện Nhà Bè, của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công đã hứa và làm đúng. Và tôi cũng rất mong trong thời gian tới các đồng chí sẽ đẩy nhanh cái tiến độ để triển khai thực hiện các cái dự án khác trong khu vực này, cũng từ những kinh nghiệm thực hiện cái dự án công trình của cầu Long Kiểng. Tôi nghĩ rằng đó là một bài học sâu sắc nhất và quý giá nhất để các đồng chí tiếp tục triển khai đến những dự án tiếp theo. Ngoài cầu Long Kiểng, 3 cây cầu xuống cấp khác cùng nằm trên trục đường Lê Văn Lương là cầu Rạch Đĩa, Rạch Tôm, Rạch Dơi cũng đang và sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện Nhà Bè cũng như khu vực phía Nam thành phố.